Oh, xin chào các bạn à, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của mình ông chồng hay làm à, thì à, hôm nay là cái dự án ai nít vỡ các bạn thì nó đã chính thức khởi chạy rồi à, cũng có một số bạn à, nhắn tin hỏi mình cái à, giải thích à, vì sao mà nó bữa giờ mấy bạn có một số thắc mắc đó, là sao nó đang chạy rồi nó bị um, reset lại và lúc thì bị trừ thời gian rồi ở uh, đúc là bị trừ trừ cái cái khai thác này các bạn rồi uh, một số bạn thì uh, hỏi về cái vấn đề là có tạo được nhiều tài khoản hay không thì ngày hôm nay mình sẽ làm một cái video giải thích hết về cái dự án này nha các bạn uhm, nếu như có gì thiếu sót thì các bạn uh, comment bổ sung giúp mình nhé nha à, thì đầu tiên ấy các bạn thì dự án đã chính thức khởi chạy vào ngày 7 tháng 7 2023 và lúc 7 giờ à, 7 phút à, 7 giây của giờ GMT cộng 4 cộng 4 nha các bạn Ok thì um, cái tin đó ở đâu thì các bạn có thể xem cái tin đó nó nằm ở trong cái mục này nè các bạn ngay chỗ cái bong bóng nè đây nè ba à, 3 ngày trước đây các bạn các bạn coi cái cái tin đầu tiên này nè đây thì um, các bạn sẽ thấy cái thời gian mà họ thông báo chính thức luôn đó thì um, đâu rồi cái mình coi các bạn đợi nè đâu rồi mình nó có cái ghi cái ngày chính thức uh, à, đây các bạn là cái tin này đây à, mạng ai ra mắt chính thức đó à, ngày giờ nè các bạn 7 ngày 7 tháng 7 2023 chính xác vào là vào lúc 7 giờ 7 phút buổi sáng GMT cộng 4 đó thì um, mình trả lời cho câu hỏi là các bạn hỏi là nó chính thức ngày nào à, một số bạn ngày cứ kêu là nó đã chính thức uh, lâu rồi nhưng mà thật ra không phải nghe các bạn và vào ngày 7 tháng 7 họ đã reset lại rồi thì khi họ reset lại á, thì uh, cái ai này của các bạn á, là nó sẽ về không nha các bạn và sau đó là các bạn sẽ phải uh, đào lại bắt đầu đào lại thì bây giờ họ sẽ không có reset lại cái 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 điểm này nữa cái điểm 23.387 ai này họ sẽ không có reset lại à, tuy nhiên thì à, bạn bè thì vẫn là như cũ nha các bạn có nghĩa là những cái bạn nào mà các bạn mời cách đây khoảng một tháng á dự án này nó sẽ chạy khoảng hơn tháng rồi các bạn thì à, lúc đó à, bởi vì mình thấy nó chưa chính thức á thành ra là mình chưa có có giới thiệu với các bạn. Đó, thì tuy nhiên bây giờ nó đã, đã chính thức rồi nha. Thì để download đó các bạn thì các bạn hiện một số bạn hỏi mình là là iOS có chưa? Thì các bạn xem ở trên đây nè, các bạn bấm vào cái mục à ký đường trang web chính của họ là ai ai.io nha. Đây là cái website của họ nè, các bạn bấm vào cái mục tải xuống đó. Thì hiện tại các bạn họ có um, trên CH Play á. Đây trên CH Play á thì nó có cái ứng dụng ai này nha các bạn à, đây ứng dụng ai nè à, tuy nhiên là ở trên Android ấy các bạn thì họ um, báo rằng là chỉ là sắp có thôi à, có thể là sẽ đào được trên web thành ra là à, khi mà mình đưa cái link cho các bạn đó, mà nếu như các bạn à, vô không được đó, thì có thể các bạn đào ở trên web nghe à, sau đó khi nào mà trên cái bản iOS họ có thì à, thì uh, các bạn um, đào ở trên đó nha các bạn đây nè các bạn cái phần khi um, cái, cái, cái phần mà mà uh, register thì nè đó thì uh, trong cái phần này ấy, các bạn thì các bạn sẽ đào được mà ở trên web nha thì khi đào được trên web này rồi á, thì các bạn hiện tại các bạn cứ đào trước đi à, khi mà đào uh, khi nào mà trên ios đó, nó có app thì lúc đó các bạn chỉ cần đưa cái thông tin của mình vô là các bạn sẽ đào được tiếp tục chứ các bạn đừng có đợi nó nó viết cái app ở trên iOS bởi vì cái app cái công ty Apple họ hơi khó về cái duyệt các cái app đó các bạn đó nha là cái câu hỏi thứ hai à, về thứ ba thì một số bạn thì có hỏi mình là vì sao cái cái giờ này nó nhảy cái số lượng ai trên giờ này nó nhảy có lúc nó lên nó lúc nó xuống bởi vì cái đào này nó có hai cách đào các bạn thứ nhất là 24 giờ các bạn vô đào một lần thì khi nào mà cái nút này nè nó màu xanh có nghĩa là các bạn đang đào à, tuy nhiên các bạn thì cứ khoảng trên 12 tiếng các bạn thì nó sẽ có một cái lần bonus cái lần bonus bonus giống như là thưởng gì đó thì để mình coi cái, cái cái bonus nó sẽ xuất hiện khi nào để mình mình tìm lại cái cái bài viết đó nha để mình mình sợ thử coi đâu rồi các bạn đợi à, đây các bạn các bạn coi cái phần bonus của nó nè các bạn chọn qua cái tiếng việt đi thì cái bonus là gì là ngoài việc mà 24 giờ đau một lần á, thì các bạn có thêm một cái lần nữa là cái lần tiền thưởng thì cái lần này á à, các bạn hãy xem nè à, đầu tiên á, là về cái À, cấp 1 cấp 2 khi các bạn giới thiệu thì cấp 1 là được 25 phần trăm cấp 2 là được 5 phần trăm nghe cái này thì mọi người biết rồi thì mình sẽ bỏ qua đây cái phần tiền thưởng bổ sung này các bạn à, hoạt động của các của các bạn trên mạng càng bình vững thì bạn sẽ được nhiều phần thưởng ví dụ như thế nào ví dụ như là các bạn hoạt động trong ứng dụng nè trình tự khai thác không bị gián đoạn nè và kiểm tra tin tức và thông báo thì như thế nào có nghĩa là mỗi ngày tiền thưởng thêm sẽ được cung cấp và người dùng sẽ nhận được cái yêu cầu từ 10 giờ đến 20 giờ thì các bạn để ý nó có một cái à, nó có một cái 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 thông báo ở trên cái trình thông báo của mình nó báo rằng nó là cái phần thưởng nó đang có các bạn hãy vào lấy đi thì trong vòng một tiếng đồng hồ là các bạn phải lấy các bạn nếu các bạn không lấy thì các bạn sẽ bị mất nha các bạn thì khi mà lấy họ sẽ trừ từ từ các bạn cứ nếu mà À, trong vòng 15 phút mà các bạn à, nhận được cái thông báo mà các bạn vô liền á các bạn vô á, thì các bạn sẽ thấy á, là cái 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 bú này, này các bạn nó sẽ chuyển qua cái màu xám xám màu vàng vàng á, thì lúc đó các bạn ứng im vô khoảng 5 giây thì các bạn sẽ đào tiếp được một phiên mới thì cái phiên mới á, thì nó bắt đầu lại là 24 giờ nha các bạn có nghĩa là một ngày các bạn đào được hai lần luôn chứ không phải chỉ một lần đầu nhưng mà nếu sau 15 phút nữa thì nó giảm đến 25% các bạn và còn 15 phút cuối thì nó giảm tiếp 25% nữa và nó sau một giờ mà không các bạn không nhận á, thì coi như các bạn sẽ mất cái ngày hôm đó luôn và khi nào mà qua 24 tiếng sau á, thì nó mới à, các bạn được đào lại và coi như cái phần thưởng ngày hôm đó là các bạn mất đi nha thành ra các bạn lưu ý á, là khi các bạn có một thông báo thì các bạn bấm vào thì các bạn sẽ được thêm cái phần thưởng trong ngày hôm đó Nha các bạn rồi về cái cái uh, stack đó các bạn Thì các bạn uh, lưu ý nè uh, uh, Một số bạn hỏi mình là kinh là như thế nào Thì đầu tiên á, là stacking đó. Thì các bạn sẽ thấy nè Hãy tăng lãi suất của các bạn Giữ và khóa sớm Thì khi mà giữ và khóa sớm á các bạn Thì nó sẽ có là ít nhất là các bạn Khóa trong vòng 2 năm Và khóa bao nhiêu phần trăm Thì nếu như các bạn khóa uh, thấp nhất là 2 năm Và khóa 75% thì các bạn sẽ tăng thêm được 53% đó à, tuy nhiên tuy nhiên nghe các bạn cái lượng ai này sẽ bị mà bạn nắm giữ sẽ bị khóa trong khoảng thời gian đã chọn thì nếu như các bạn khóa 2 năm 75% mặc dù tốc độ cao nhưng nếu như khi họ men nét thì các bạn không cái phần khóa này chưa được lấy nghe các bạn thì các bạn có thể là đọc thêm ở trong cái phần này đây à, nếu bạn chọn khóa trước trong 1 đến 5 năm sau khi ra mắt Mainnet thì quyết định của bạn sẽ được đền đáp ngay lập tức, có nghĩa là cái tốc độ đào của mình nó sẽ được tăng lên liền luôn các bạn. À, kể từ ngày bạn đưa ra quyết định cho đến khi giai đoạn 1 và tham gia Mainnet, bạn sẽ được à, phần thưởng. Thì cái này á các bạn à, các bạn à, tùy tùy à, ý mình nha. Nếu như các bạn à, khóa trước á thì các bạn sẽ được à, tốc độ và được cái phần thưởng nó cao hơn có thể là gấp đôi, à, gấp hai à, lần rưỡi luôn các bạn. À, tuy nhiên thì các bạn lại không có, không có, có, có gọi là là khi mainnet thì các bạn không có sớm để bán. Thì tùy các bạn, các bạn có thể là khóa 75 phần trăm chẳng hạn, còn 25 phần trăm thôi thì cũng ok. Thì đây cũng là một cái cách thức mà các bạn, à, giống như mình cam kết với dự án là là mình sẽ không có bán liền cái tài sản của mình mà thực ra các bạn thì đối với tất cả các bạn á thì nếu như các bạn không cam kết á, thì sau này họ cũng không có trả liền một đâu các bạn à, các bạn thấy đó như đồng rednet á thì nó sẽ khóa các bạn trong vòng 5 năm trả mỗi tuần còn đồng à, co nó cũng khóa 2 năm thành ra các bạn à, có thể là à, các bạn có thể là khóa trước một ít nha à, để mình 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 giải thích thêm cái chỗ này cho các bạn thì cái cái đặt cược trước thì các bạn nó cũng giống như là mình cam kết mình tin tưởng vào cái sự thành công của dự án thì các bạn có thể là đặt cược trước để làm sao nó tăng tốc độ. Thì như mình thì ví dụ như mình đi thì mình sẽ đặt cược 2 năm à à 75% có nghĩa là cái mức thấp nhất. Mức thấp nhất của vấn đề đặt cược nhưng mà nó cũng giúp cho mình tăng tốc được 53% nha các bạn. Thì bây giờ mình có thể là làm liền cho các bạn xem luôn. Đây, đó và các bạn nhớ nghe à, các bạn không không thể à, đảo ngược lại quy trình này nghe các bạn có nghĩa là mình đã chấp nhận rồi là coi như là mình đi theo dự án luôn á thì ok mình chơi luôn đâu có sợ gì đâu các bạn à, mình vẫn giữ được 25% khi họ ra mắt thì bây giờ tốc độ mình các bạn thấy nè, nó đã tăng lên à, cộng 416 ai trên giờ đó các bạn thấy rằng là mình đã À, được tăng tốc một cách rất là nhanh chóng à, tất nhiên cái này mình cũng phải bị đổi lại nha các bạn có nghĩa là mình đổi lại là à, khi mà họ ra mắt mainnet đó, thì mình chỉ được nhận 25 phần trăm thôi à, và mình đã khóa 75 phần trăm trong vòng 2 năm và cái này các bạn có thể là chọn để tăng thêm nha chọn để tăng thêm nhưng nhưng các bạn không được giảm lại các bạn à đây ví dụ như các bạn có thể tăng lên nè tăng lên nè nhưng mà không giảm xuống được các bạn Có nghĩa là mình đã chấp nhận là, là, là coi như ok là mình đã bị khóa rồi đó Thì um, um, để tăng tốc thì mình, theo mình khuyên các bạn á Thì các bạn uh, hãy làm giống như mình đi Chỉ cần uh, 75% thôi và 2 năm Đó thì khi mà nếu như nó may nét đó các bạn Thì các bạn cũng có khả năng là bán trước được 25% trong số tài sản của mình uh, Để uh, gọi là thu hồi cái, uh, cái uh, một phần của mình Thì các bạn cũng có thể là làm là, À, và tí mình nói thêm về cái vấn đề hai tài khoản ok thì về cái vấn đề mà à, một số bạn á, hỏi là một máy thì có xài được nhiều tài khoản hay không thì cái này các bạn mình cũng à, khuyên các bạn luôn có nghĩa là mỗi máy chỉ nên sử dụng một tài khoản duy nhất thôi à, nhưng các bạn vẫn có thể là trong một cái gia đình các bạn có thể giới thiệu cho hai ba người và những cái người sau À, xài chung một cái IP của các bạn không có vấn đề gì hết các bạn. À các bạn hãy nhớ là cái IP nó khác với cái ID của máy nha. Thành ra cứ mỗi máy các bạn xài một tài khoản nhưng mà trong một gia đình ba bốn người thì um, dự án hồi đâu có, có 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 bắt buộc mình một nhà chỉ được một người đâu các bạn. Các bạn có thể giới thiệu cho anh chị bà con cô bác gì đó thì các bạn bấm vào cái mục này này các bạn. Đây. À, thì lúc này á nó sẽ đưa cho mình một cái à twitter à, các bạn chọn nghe thì đây là chính là cái à, cái mã mời của mình đây. đây à, ông chồng hay làm thì những bạn nào mà yêu quý mình thì có thể dùng cái mã mời này của mình để các bạn đăng ký nghe đó thì các bạn có thể đăng lên twitter như mình đây mình đăng lên nè đây đăng twitter đó thì bây giờ trên cái twitter của mình nó sẽ xuất hiện một cái à, cái dự án cái dự án của mình nha đây để mình mình vô twitter mình kiểm tra lại đã lên chưa đây các bạn twitter nè à, mình bấm vô cái mặt của mình, mình bấm vô cái hồ sơ ok thì đây nó đã giới thiệu vô rồi các bạn à, xin chào người tiết tham gia nhóm của tôi trên ai và nhận 10 đồng ai khi các bạn đăng ký bằng mã giới thiệu của tôi à, rồi vậy là mình đã à, quảng bá à, cái đồng ai của mình cho mọi người khác rồi à, à, cái dự án này nó rất hay nha các bạn nó khi các bạn à, khi mình giới thiệu cho ai đó thì người ta được 25% và mình được thêm 25% và người ta cũng được thêm 25% luôn các bạn à cái này nó ngược với các dự án khác những dự án khác thì ai mời người đó được à, còn à, chứ không phải là được cả hai người cùng lúc hai người cùng tăng các bạn có nghĩa là là mình 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 mời người bạn mình thì mình được tăng hơn người bạn mình không có được nó không phải các bạn Ví dụ như mình được 25 phần trăm tăng tốc à, tăng tốc độ hiện tại là hình như là 16 ai thì phải để, để mình mình quên mất cái tốc độ cơ bản của nó rồi à, Tuy nhiên các bạn nhớ là cả hai người cùng được tăng cấp luôn các bạn à, rồi cả hai người cùng được luôn nha Ok thì cái đó là là à, cái à, một số cái câu trả lời của mình về cái à, dự án này ở đây này các bạn À, mình sẽ đọc cho các bạn xem nha ở đây nè được giới thiệu là 167 thì nó nó bao gồm là cả cấp 1 và cấp 2 luôn các bạn đây là mình có 60 người cấp 1 và 107 người cấp 2 nè thì đây là một cái hệ thống giới thiệu mà chỉ hai cấp thôi là cái thứ nhất à, cái thứ hai xếp hạng toàn cầu thì mình được à, hạng 1761 thì cái này là à, nó sẽ xếp hạng dựa trên cái à, số ai khai thác này nè các bạn À, có nghĩa là khi mình khai thác mà càng cao á, thì mình đứng cái thứ hạng càng cao. Rồi về cái cấp độ này nè các bạn thì à, các à, cấp độ mình đang là cấp độ 6 thì hiện tại theo mình biết cái cấp độ này á thì các bạn cập nhật hết những cái này nè, xác nhận biệt danh nè, bắt đầu kiếm tiền ảnh hồ sơ thì các bạn làm mỗi cái nhiệm vụ này các bạn sẽ được tăng một cái cấp độ. Và cái cấp độ này á thì nó giúp cho các bạn á làm à đâu rồi, để mình coi cái cấp độ của mình ở đây khi mà cái cấp độ mình tăng lên á thì à, các bạn sẽ đạt được giống như một cái hiện một cái à, cái chức vụ vậy các bạn ví dụ như mình á mình đang là người tuyết nè thì người tuyết á thì chỉ có thể là xây dựng đế chế tuyết bằng cách điểm danh 24 giờ thôi à, tuy nhiên nếu như mình tăng cấp á, các bạn thì mình có thể là à, đạt được cái đại sứ này thì sau này nó có những cái tính năng mới á, thì mình có thể à, được quyền truy cập trước thì cái này á là mình à, à mình chỉ biết gọi là làm sơ lược như vậy thôi nha. Mình chưa có biết chính xác thành ra sau này nếu như nó có những cái gì thay đổi á thì mình sẽ cập nhật lại cho các bạn biết nha. Hoặc là những bạn nào mà biết được chính xác về cái tính năng đại sứ này á thì các bạn có thể là, là 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 comment cho mình để mình biết thêm nha các bạn. Đó. À, không phải là là một cái dự án mà mình có thể nắm được tất cả những cái những cái chức năng của nó đâu à, ví dụ như cái nào mà mình bị thiếu sót đó, thì các bạn cứ comment cho mình rồi mình sẽ làm một cái video mình giải thích lại nhé à, còn đương nhiên là những cái này mà mình đang nói cho các bạn là những cái mình đã nghiên cứu rồi à, một số bạn thì có hỏi mình là cái đồng này nó à, tổng cung như thế nào thì trên trang chủ của họ cũng có trả lời nghe các bạn à, các bạn vào cái trang chủ của họ thì cũng có trả lời cho cái việc này đây à, và đây là một cái dự án mã nguồn mở một phần trăm Mã nguồn mở 100% nha các bạn à, Và họ không có quảng cáo bất cứ cái gì hết à, Nước đá có lừa đảo không nè Là coi như cái dự án có lừa đảo không Thì các bạn hãy bấm vào đây các bạn xem nè Đây Ai là một cái dự án nghiêm túc Với một đội ngũ là 20 kỹ sư cao cấp Nhà xã hội học, nhà kinh tế Và mã nguồn của họ được up lên github các bạn Đây là một cái trang web mà nó chứa à, Rất là uy tín Uh, chia sẻ mã nguồn trên toàn thế giới và họ nói rằng cái này là hoàn toàn không có sơ cam gì hết, họ không lấy bất cứ một xu nào của các bạn và thành công của các bạn là thành công của họ. Nếu như các bạn thất bại thì họ thất bại. Nếu như thành ra là các bạn yên tâm là đây một cái dự án họ không lấy, không yêu cầu các bạn đưa tiền, không hiện quảng cáo luôn các bạn. OK. Rồi về cái tài khoản giả thì các bạn xem ở đây nè, à, họ họ là sẽ có à, ký kết với một số cái đối tác để à, gọi là, là 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 kiểm soát cái việc đó nha à, và cái tổng cung đây các bạn đây tổng cung tổng cung của họ nè. tổng cung này á thì hiện tại là họ chưa có à, chưa có xác định họ đợi cho à, dựa trên nhiều cái yếu tố như là tổng số người dùng rồi cách khai thác rồi sự kiện giảm một nửa vân vân thì họ sẽ à, báo sâu vào khi cái giai đoạn 1 và à, kết thúc nha à, thì họ sẽ thông báo trước cho các bạn là à, họ họ sẽ đợi một thời gian nữa họ mới thông báo với các bạn có nghĩa là hiện tại chưa có tổng cung à, tuy nhiên thì họ xây dựng là trên cốt mốt nha các bạn à, hệ cái hệ sinh thái là cốt mốt đó à, cốt mốt là một trong những hệ sinh thái mà mình đã giải thích trong cái video trước rồi nghe các bạn đây là một cái à, blockchain đa vũ trụ nếu như các bạn sử dụng trên đây thì các bạn sẽ kết nối tất cả các blockchain với nhau và đây là một cái blockchain riêng nha các bạn, cái bạn AI là blockchain riêng nha, nó không có, à, không phải là một cái token của một cái blockchain nào hết mà nó sáng lập ra luôn nguyên một cái hệ blockchain mới. thì một cái blockchain nó sẽ là nền tảng để các bạn có thể xây dựng những cái dApp, những cái game, những cái NFT nói chung là sau này là À, các hệ các um, ứng dụng nó sẽ đổ bộ lên cái hệ sinh thái này ok chưa rồi về cái sự khác biệt giữa băng bi và uh, bi thì các bạn có thể xem được ở uh, cái uh, một số cái app này uh, tuy nhiên mình có thể uh, qua những cái bước hoạt động của cái dự án này các bạn thì mình đánh giá đây là một dự án nó rất là nghiêm túc và cái À, tốc độ phát triển của nó cực kỳ nhanh luôn nha các bạn Chỉ có trong vòng là à, một thời gian ngắn thôi à, Mình có thể lên Twitter để mình cập nhật cho các bạn thấy Tốc độ phát triển của nó là cực kỳ nhanh luôn Nó có thể là so sánh, mình có thể so sánh với nó Với với cái đồng avv các bạn Là cái tốc độ, hai cái dự án Mà tốc độ phát triển nhanh nhất mà mình thấy Thì hiện tại là nó đang có 167.000 người theo dõi đây các bạn À, các bạn hãy vào cái twitter search cái ai gạch dưới blockchain này các bạn theo dõi nó nghe à, cái phần twitter đó, các bạn thì các bạn sẽ thấy rằng nó không có tăng nhanh nhưng mà cái app này họ được họ cài được cài đặt cũng như là cái số lượng người tăng cực kỳ nhanh luôn các bạn cái số lượng người mà 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 đào cái đồng ai này để mình mình nhớ có mình coi nó có cái bảng xếp hạng nó nằm đâu các bạn xếp hạng mà của các quốc gia họ đào kinh khủng luôn các bạn à, đâu rồi đây các bạn các bạn xem tăng trưởng người dùng nè hiện tại là đang 788 người ngàn người nghe các bạn à, nó có một cái tốc độ mà mình thấy là chắc con IPv không kịp nó luôn á các bạn và đây là những cái người mà họ đào được à, thế hùng người tiếp tô đào được gần một triệu hai rồi các bạn à, Việt Nam mình là À, riêng về cái vấn đề drop là cũng cực kỳ khủng luôn nha mình thấy là à, đây là về quốc gia xếp hạng nè Nigeria India Ấn Độ đó các bạn và Việt Nam là đứng đang đứng hạng 3 trên toàn thế giới rồi à, các bạn có thể là coi trong đây các bạn sẽ thấy một số người của Việt Nam mình như Hùng Tĩnh là đang xếp hạng 6 nè các bạn đó các bạn mới thấy là Việt Nam mình mà riêng drop mà riêng miễn phí là là, là, là xếp hạng cũng khá cao đó các bạn trong đó là các bạn có thế hùng luôn nè đó thì à, còn một số người trong đây nữa của việt nam nhưng mà nhiều khi là mình à, mình không biết nhưng mà chắc chắn là sẽ rất là đông thôi à, ok thì đó là một số cái à, chia sẻ của mình thì để các bạn mà muốn được cái tốc độ cao thì các bạn chỉ có <laughs> hai cách à, cơ bản nhất hiện tại là mời bạn bè đây là một nha và hai là các bạn khóa khóa coi khóa à, khóa sớm đó các bạn rồi và cái thứ ba là một ngày các bạn vô hai lần cứ lần thứ nhất là các bạn thấy nó nó báo là các bạn vô sau đó khoảng 10 12 tiếng sẽ báo lại các bạn vô thêm lần nữa nha. Ok thì cái video này nó cũng hơi dài rồi. À, nếu như nó có một số thiếu sót nào đó thì các bạn hãy um, uh, comment cho mình biết nha. Rồi mình chào tạm biệt hẹn gặp lại các bạn.